Tình hình sức khỏe của 3 chiến sĩ trong vụ lọt xe chữa cháy ở Bình Phước. Sau tai nạn lọt xe chữa cháy, 3 chiến sĩ được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Các bệnh nhân được phẫu thuật và tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Chiều ngày 6 tháng 1, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình sức khỏe của 3 chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bình Phước. Theo đó, ngày 5 tháng 1, khi đang trên đường làm nhiệm vụ tại một hội nghị địa phương, xe chữa cháy bị lật. Các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Bình Phước sơ cứu và chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Đến 20 giờ 50 phút tối ngày 5 tháng 1, chiến sĩ B sinh năm 2003 nhập bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương đầu, gãy hở 1/3 dưới cẳng chân phải. Ekip điều trị đã đánh giá và chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân ngay trong đêm. Bệnh nhân được cắt lọc vết thương chân phải và nẹp bột bất động xương gãy, ca mổ hoàn thành lúc 5 giờ sáng nay. Hiện tại bệnh nhân B ổn định và tiếp tục được theo dõi. Chiến sĩ K sinh năm 2002 nhập viện lúc 1 giờ sáng ngày 6 tháng 1. Bệnh nhân K bị chấn thương mặt, gãy bể xoang hàm gò má trái, gãy xương chính mũi, mắt trái rách sụp mi dưới và gãy cổ xương cánh tay trái. Bệnh nhân được phẫu thuật may sụn mí dưới mắt trái, dự kiến sẽ chuyển về khoa chấn thương chỉnh hình tiếp tục xử lý. Đồng thời bệnh viện Chợ Rẫy sẽ mời bệnh viện răng hàm mặt Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh hội chẩn để điều trị gãy xương gò má trái cho trường hợp này. Chiến sĩ H sinh năm 1998 nhập viện trong tình trạng lơ mơ, chỉ số sinh tồn 13 điểm, đau đầu, đau bụng hạ vị, sinh hiệu ổn. Kết quả chụp CT sọ não không thấy tổn thương nội sọ, xương mô mềm đỉnh. Bệnh nhân H được nhập khoa chấn thương sọ não để điều trị. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh hơn, tuy nhiên chậm. Chỉ số sinh tồn 14 điểm, còn đau đầu và đau bụng hạ vị. Bệnh nhân đang được theo dõi thêm, chụp CT não và thực hiện các xét nghiệm đánh giá cần thiết. Trước đó, báo chí đã đưa tin tối ngày 5 tháng 1, một chiếc xe của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Phước gặp nạn, sự cố khiến 2 chiến sĩ hy sinh và 4 chiến sĩ bị thương. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.